khôi phục chỉ nhớ bằng sức mạnh tiềm thức. Nếu như mà những anh chị nào hoặc là mình có người nhà của mình á mà có cái tính á là hay quên á, thì anh chị hãy mỗi tối trước khi đi ngủ nhé, anh chị hãy đọc lời cầu nguyện này và xác quyết, thì anh chị sẽ thấy là chỉ trong một tuần thôi thì lành chắc chắn với anh chị luôn. Bắt đầu là kỷ nhớ của mình á bắt đầu là cực kỳ minh mẫn, và anh chị cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác nữa thì kỷ nhớ của mình rất là tuyệt vời. Và anh chị hãy đọc lời cầu nguyện như sau ạ: từ hôm nay trở đi, kỷ nhớ của mình đang được cải thiện dần. Mình sẽ luôn nhớ bất cứ điều gì mình muốn, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Những ấn tượng mình nhận được sẽ luôn sáng suốt và rõ ràng. Mình sẽ nhớ chúng một cách tự động và dễ dàng. Bất kỳ điều gì mình muốn nhớ lại, ngay lập tức sẽ hiện hiện trong trí óc của mình một cách chính xác. Mình sẽ tiến bộ nhanh chóng và chẳng bao lâu nữa trí nhớ của mình sẽ tốt hơn bao giờ hết. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Lành chúc cho anh chị có một sức khỏe và một trí nhớ tuyệt vời nhé. Và nếu như anh chị mong muốn là nhận được thêm nhiều phương pháp ứng dụng luật hấp dẫn để đạt mục tiêu tài chính, sức khỏe và mối quan hệ, thì có thể là nhận vào cái link nhóm Zavata để có thể tham gia học tập cùng Lành nhé. Lành xin chào.